Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu tiến hành làm món sầu riêng luôn ha. Đối với nhân bánh thì chúng ta sẽ có các cái phần nguyên liệu sau. Thứ nhất là để mà tạo mùi nha. Ở đây mình sẽ có mùi là sầu riêng. Nhi sẽ sử dụng cái siro của Thái nha. Cái này là sầu riêng thì nó là kiểu nước tạo màu á, tạo mùi á ha. Tiếp theo là bột bắp. Đấy, mình sẽ có sử dụng 5 g bột bắp. Đó, mình sẽ sử dụng một ít muối ăn, khoảng 1 đến 2 gam muối ăn nha. Rồi 25 gam bột mì nha. Rồi, ở đây là mình sẽ sử dụng 70 gam đường. Tiếp theo là 40 gam bơ. Bơ này mình cũng như cũng đang sử dụng bơ của anh cho nó ngon nha. Còn nếu anh chị nào muốn rẻ thì mình dùng bơ Tường An, nhưng mà bơ anh cho nó ngon hơn mấy anh chị ạ. Rồi, 4 cái trứng gà. Kem béo thực vật rất đó và đường, chúng ta có 10 viên nước đường. Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu tiến hành làm nhân sầu riêng luôn ha. Trứng này á, thì lúc này nhân á, mình chỉ lấy lòng đỏ thôi mấy chị nha, mình không lấy lòng trắng nữa ha. Vậy là ở đây Nhi đã có được 4 cái trứng gà, 4 cái lòng đỏ trứng gà ha. Chị sẽ cho cái phần đường này vào ha, phần đường cát vào để mình khuấy đều với trứng gà. Mình chỉ cần khuấy cho nó đều thôi chứ cũng không cần phải đánh bông lên nha mấy chị nha. Cho muối ăn vô. Cái phần nhân bánh á, tất cả những cái phần nào mà đồ ngọt nha, mà mình có cho một ít muối ăn vô thì cái đồ ngọt của mình nó sẽ thanh hơn, nó ngon hơn nha, đậm đà hơn. Chủ yếu lúc này mình sẽ khuấy cái phần trứng với đường nó đều vào nhau. Tiếp theo là Nhi sẽ rây cái phần bột vào. Nhi sẽ rây cái phần bột mì này và bột bắp vào nha. Rồi, sau đó mình trộn đều cái này ha. Hiện tại Nhi đã có được cái phần nè, trứng nè, bột mì, bột bắp, đường và muối nha, đang được đều với nhau rồi nè. Tiếp theo là mình chuẩn bị nấu sữa tươi. Bây giờ cái sữa tươi này nè, thì mình sẽ làm nóng sữa tươi lên nha. Nhưng mà trong cái hỗn hợp này nó đặc là để mình khuấy cho nó dễ tan hết á, chúng ta sẽ cho khoảng 30ml sữa tươi vậy thôi. Để xíu mình khuấy cái hỗn hợp này tan hẳn ra. Đây. Còn phần sữa tươi đem đi nấu là mục tiêu ở đây á, là mình sẽ nấu cho cái sữa tươi nó ấm lên. Tức là anh chị nấu cho đến khi nào mà nhìn thấy á, cái phần bề mặt của sữa nó sôi lăn tăn hoặc là nó bốc hơi á, nó bốc hơi lên là lúc đó mình dừng được rồi. Thì sữa tươi lúc đó tầm khoảng 70-80 độ C là đạt cái yêu cầu để mà mình cho vào phần trứng. Để cho cái phần trứng của mình nó không bị tan đó ha. Đó, phần này mình đánh cho đều ra. Mình sẽ chờ cho cái sữa tươi của mình nó sôi lăn tăn ha. Sôi lăn tăn là mình sẽ cho cái phần sữa tươi này vào cái hỗn hợp mà trứng bột đường này nè. Và lưu ý là khi cho vào là mình cho từng chút một thôi, chứ để không làm trứng nó chín quá thì cũng không ngon nha. Tức là mình sẽ cho từng ít một sữa tươi vào để trung hòa với cái phần này nè, cho từ từ rồi bắt đầu sôi lăn tăn như vậy nè, nó bốc khói lên ha. Bắt đầu bốc khói lên thì được rồi đó, mình sẽ bắt đầu tắt bếp. Nó bốc khói và nó làm giống cái là bề mặt sữa của mình nó chuyển động nhẹ nhẹ thôi thì gọi là sôi lăn tăn ha, chứ không cần sôi nha. Sau đó mình cho vào, nhưng mình cho từng ít một, vừa cho vừa khuấy nha mấy anh chị nha. Được hỗn hợp này, bây giờ Nhi sẽ lọc lại cái phần này để đảm bảo là nó không còn bất cứ một cái cặn nào hết, rồi mình sẽ đem bắt lên bếp và nấu ha. Bây giờ Nhi sẽ rây lại cái phần này nha, để đảm bảo là nó không có bất cứ một cái phần cặn nào hết. Bây giờ Nhi sẽ bắt lên bếp ha, và Nhi sẽ mở với lửa nhỏ. Ở đây là đã có bột rồi, cho nên mình chỉ nấu với lửa nhỏ thôi, và mình sẽ khuấy ha.
cho đến khi nào cái hỗn hợp này nó đặc lại là được. Và đối với sầu riêng thì mình có thể dùng từ 100 cho tới 200 kem béo ha. Nếu mình muốn béo nhiều thì dùng 200, muốn béo vừa vừa thì dùng 100 ha. Và mình cũng sử dụng là syrup, không phải mình xuống sử dụng là mùi, mùi tạo mùi sầu riêng là mình dùng 20. Mấy anh chị lưu ý là mấy cái nhân này á, là mình bắt lên bếp là mình khuấy liên tục nha, mình không thể mà hở tay được nha, hở tay là cháy liền. Bây giờ trước khi nói tiếp thì bây giờ cái này đặt nè, đó cái phần của mình đã đặt rồi nè, thì bây giờ việc tiếp theo của mình á là mình sẽ cho sầu riêng với kem béo vô. Ở đây Nhi sẽ làm béo vừa cho 100ml, nếu anh chị nào muốn béo nhiều cho 200 nha. Đó, ở đây mình sẽ dùng sầu riêng siro 2ml. Rất là thơm, cái siro này đặc biệt rất là thơm nha. Và thơm cái mùi sầu riêng rất là ngon. Siro này mình cũng có thể dùng để làm chè Thái. Sau khi bỏ cái hỗn hợp kem béo vào, mình tiếp tục đánh nha. Mình tiếp tục cho vào bếp và đánh tiếp ha. Nếu anh chị nào mà muốn dùng sầu riêng tươi thì càng ngon nha. Nếu mà dùng sầu riêng tươi thì với cái lượng nguyên liệu như thế này, chúng ta dùng 100g sầu riêng tươi. Đó, tức là một nửa nguyên liệu ha. Lúc đầu là mình đang sử dụng là 330 nè. Mình dùng 330 sữa tươi, 40g bơ, 5g bắp, 1 bắp 25g bột mì, 70g đường, 4 quả trứng. Thì mình sẽ, nếu mà với lượng nguyên liệu đó thì chúng ta dùng sầu riêng không thôi đó, thì chúng ta dùng 200g. Còn nếu một nửa thì chúng ta dùng 100g sầu riêng. Và nếu dùng sầu riêng tươi thì mình sẽ dùng 200g sầu riêng tươi, và mình phải cộng thêm 2ml siro sầu riêng nha, để cho nó ngon. Còn nếu mà mình không dùng sầu riêng tươi, mình dùng siro sầu riêng thì cũng đã ngon lắm rồi. Tại vì thực ra sầu trong cái này nó có kem béo thì nó có béo, còn cái siro sầu riêng thì nó tạo cái mùi thơm sầu riêng. Và trong này đã có trứng, này có bột mì nữa, rồi trên bên đây nó đã ngon sẵn rồi nha. Không có sầu riêng tươi thì nó vẫn ngon như bình thường mấy anh chị nha. Đây, nhân của mình nó đặt như thế này là được nha, rất là ngon. Nhân này nó hơi đặc thì rồi, và chúng ta để vào trong phần ngăn mát của mình á thì nó sẽ đặc lại hơn một xíu nữa, thì như vậy là rất là ngon. Đây đó, nó sẽ chảy xuống rất là ngon ha, kiểu sền sệt nha, đầu đặc lại rồi nè, rất là ngon, thơm mùi vani luôn. Đấy, mọi người thấy nhân đặc không ạ? À? Nhân rất là đặc nha, nó đặc giống như bơ á mọi người ạ. À, gần giống như bơ mà mình làm hơi hơi nóng ra xíu á, đặc giống như trái bơ á nha. Trái bơ mà mình xay ra, mình bỏ cái máy xay tố mình xay ra, nó có cái độ đặc giống như trái bơ mà xay ra vậy đó. Đây rồi, nhưng là phải đặc đặc như vậy mới ngon nha. Nhưng lỏng là bỏ cái bánh xu nó chảy nước, nó không có ngon nha. Bây giờ chị sẽ cho nhân ra nha, cho nhân ra để xíu chờ khoảng 10-15 phút nó bánh mình nó ok là mình rút bánh ra liền nha. Mình rút bánh ra là mình cho nhân vô là mình ăn thôi. Đây, mình có cái nhân đầu tiên ha. Mình sẽ dùng cái kéo mình cắt bên hông nha. Đó, cắt bên hông. Làm bánh vui lắm mấy anh chị ạ. À, nói chung làm bánh mà lúc mà mình thấy bánh mà nó đang gọi là sao ta, nó nở trong lò á, mình cảm thấy hạnh phúc ngập tràn đó mọi người, nhìn nó dễ thương lắm. Nó cứ nhúc lên giống mà kiểu hoa nở. Đấy, mình sẽ cắt cái ruột ra, giống như xẻ bánh mì á mấy anh chị, giống như là xẻ bánh mì, làm bánh mì thịt, bánh mì ốp la rồi đó. Bây giờ Nhi sẽ cho nhân vô. Ví dụ là Nhi đang có sầu riêng, cho nhân sầu riêng. Mình cắt một cái nhỏ nhỏ ở trên đầu thế này. Đó, rồi xong. Mình sẽ khéo léo mở cái bánh xù ra, bánh xù nó lỏng ruột mà ha. Mở bánh xù ra, sau đó mình bơm nhân cho thôi, bơm cho tới đầy bánh luôn. Rồi, đây, xong, gộp lại, rồi. Cái cốt này nếu như mà vỏ bánh làm theo công thức của Nhi là 670 đồng một cái. Tức là một cái vỏ bánh này nè, 670 đồng một cái. Nếu mà nhân bánh sầu riêng á, thì nó sẽ là hương sầu riêng nha, nó sẽ là 1.100. Như vậy thì nếu mà vỏ bánh với nhân sầu riêng á thì nó sẽ là 1.800 đồng đó. Thường á trong một cái hộp người ta bán bánh su cái người ta bán 3-4 ngàn đó mọi người. Một cái bánh su người ta sẽ bán từ 3-4 ngàn đồng một cái bánh su đó, mà trong khi mình làm cái
Bánh sầu riêng này giá có 1.800.000 ha. Thì mình thường bán nguyên hộp, mình sẽ bán hộp 10 đến 20 cái ha. Một cái mình chỉ cần lời 1.000 đồng thôi là một hộp mình lời rất là nhiều rồi. Ví dụ anh chị bán một hộp 10 cái, anh chỉ cần lời một cái 500 đồng là một hộp anh chị lời 5.000 rồi. Đồng ý không ạ? Mình không cần lời nhiều, tại một hộp mà lời 5.000 là quá tuyệt vời. Hoặc là nếu anh chị bán được giá vốn tốt, ví dụ 1.500, mình bán thành 2.500 là một hộp 10 cái mình lời 10.000 là được rồi. Đó, tại bánh su làm thì cũng không có quá khó khăn. Đó. Vậy là Nhi đã chia sẻ xong công thức bánh su. Chúc mọi người sẽ mua may bán đắt, làm món bánh su thành công. Rồi, chào tạm biệt.